Chuyên mục giới thiệu tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Nỗ lực đưa hơi thở cuộc sống vào tác phẩm, phản ánh chuyến đi thực tế sáng tác của văn nghệ sĩ tại xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé. Mục đến với sách hay giới thiệu tập truyện ký Một thời máu lửa của tác giả Nguyễn Duy Tiến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thâm nhập thực tế là một trong những khâu không thể thiếu trong quá trình sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật. Những chuyến đi góp phần giúp văn nghệ sĩ khơi gợi cảm hứng sáng tác, tìm kiếm chất liệu, tích lũy tư liệu cho các tác phẩm của mình. Nhận thức rõ điều này, hàng năm Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức tạo điều kiện cho hội viên tham gia nhiều trại sáng tác, tập huấn và chuyến đi thực tế tại cơ sở. Từ đó góp phần cho văn học nghệ thuật tỉnh nhà ngày càng có nhiều hơn các tác phẩm bám sát hiện thực cuộc sống, đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Cột mốc số 0 Apa Chải, điểm cực Tây của Tổ quốc. Cột mốc là mốc giao điểm đường biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Cột mốc đặt trên đỉnh Khoan La San, có độ cao trên 1.800m, thuộc khu vực bản Tá Miếu, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé. Từ thành phố Điện Biên Phủ, vượt qua gần 300 km, các văn nghệ sĩ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên đã có mặt ở nơi một con gà gáy ba nước cùng nghe. Và các thành viên trong đoàn văn nghệ sĩ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên không khỏi xúc động tự hào khi đứng trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đoàn có các hội viên thuộc nhiều chuyên ngành như văn, thơ, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian. Nhiều văn nghệ sĩ sinh ra lớn lên hoặc công tác gắn bó mấy chục năm với Tây Bắc, Điện Biên. Nhưng đây là lần đầu tiên đến với Xín Thầu, đến với mốc số 0 Apa Chải. Bởi vậy, mỗi người có một cảm xúc riêng. Hôm nay tôi cùng đi cùng với đoàn văn học nghệ thuật của tỉnh Điện Biên tới đồn biên phòng Apa Chải và được các chiến sĩ đồn biên phòng đưa lên cột mốc số 0. Thì ngay đầu tiên, cái cảm xúc đầu tiên khi mà đặt chân lên địa phận của huyện Mường Nhé, cực Tây Tổ quốc, và nhất là khi tới cổng đồn, nhìn dòng chữ đồn Apa Chải thì chúng tôi đã rất xúc động rồi. Bởi vì đây là chúng tôi đây là lần đầu tiên đến với các chiến sĩ đang ngày đêm nắm chắc cây súng bảo vệ biên cương đất nước. Và đặc biệt hơn nữa là trong buổi sáng nay giữa cái biển sương mù này thì đoàn chúng tôi lên tới đỉnh cao nơi cột mốc số 0. Đấy, các chiến sĩ quân hàm xanh giữa núi rừng biên cương ấy, thì tôi cảm thấy một cái niềm xúc động thiêng liêng và tôi thấy trong hình ảnh của đất nước mãi mãi trường tồn. Và một điều mà tôi muốn gửi gắm là tôi mong là sau chuyến đi này, mỗi một đồng chí trong Hội Văn học nghệ thuật của tỉnh đều có những dung cảm riêng, cảm xúc riêng và sẽ sáng tạo được nhiều cái tác phẩm có giá trị, có ý nghĩa, nhất là đối với cái việc mà bảo vệ biên cương đất nước. Trong chuyến thực tế, các văn nghệ sĩ đã có buổi làm việc với đồn biên phòng Apa Chải, tham dự ngày hội biên phòng toàn dân tại Ủy ban nhân dân xã Xín Thầu. Đoàn đã đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với các gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Ngoài ra, các văn nghệ sĩ cũng dành thời gian tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa, những nét đặc trưng về nhà ở, trang phục, ẩm thực của người dân các thôn bản xã Xín Thầu. Anh Lê Anh Tuấn, hội viên chi hội nhiếp ảnh, đã có kinh nghiệm thực tế sáng tác tại khu vực biên giới. Ngoài một số ít ảnh về phong cảnh, anh đi sâu vào lựa chọn khoảnh khắc trong đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc và thực tế công tác của cán bộ chiến sĩ biên phòng. Mình thì mình đi lên biên giới khá nhiều rồi. Đi nhất là huyện Mường Nhé thì cũng rất nhiều và đi nhiều lễ hội. Nhưng mà đặc biệt là chưa một lần dừng chân đã lên trên cột mốc số 0, cột mốc thiêng liêng nhất của Tổ quốc, cũng như là đã đi vào rất nhiều thi ca cũng như là nhiếp ảnh. Đại loại nhiếp ảnh, khi mà đặt chân lên trên này thì nó cũng gợi rất nhiều cảm xúc, mà cái tính thiêng liêng là một người con của sinh ra và lớn lên của Tổ quốc Việt Nam. Khi mà đặt chân lên này thì nó cũng cảm xúc nó cũng dâng trào, cũng như là sáng nay cũng có một số bạn bên phòng đã gợi cho mở cho mình những cái sáng tác mới cũng như là cái phát triển mới để mà hy vọng là có những bức ảnh thành công ở nơi cực Tây của Tổ quốc mà một tiếng gáy cả ba nước đều nghe thấy. Đi thâm nhập thực tế sáng tác là một khâu quan trọng không thể thiếu trong quá trình sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật.
Trong chuyến đi đến với xã Xín Thầu lần này, các văn nghệ sĩ có nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện và thấu hiểu sự gian khó của các chiến sĩ biên phòng. Được tiếp xúc với đồng bào dân tộc Hà Nhì, chan hòa, mến khách, đó là chất xúc tác tạo nguồn cảm hứng sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật. Với mỗi văn nghệ sĩ, tùy chuyên ngành sẽ có cách tiếp cận, khai thác tư liệu và thay nghén tác phẩm khác nhau. Tác giả Trương Hữu Thiêm trong chuyến đi thực tế đã có ngay những tứ thơ. Tôi đã qua những đêm dài quan ải và đã say trong men rượu Hà Nhì. Từ trên dãy Khoan La San vọng lại, tiếng nai buồn như níu bước người đi. Những anh lính tuổi đời còn rất trẻ, từ khắp nơi trong nước tụ về đây. Nhiều người bảo chỉ nhớ quê thương mẹ vì trên vai chưa một mảnh tình gầy. Trong số 17 đồn biên phòng của tỉnh Điện Biên, thì tôi có may mắn là được đến 12 đồn. Thì đến mỗi đồn có một cái sự cảm nhận, nhưng nhìn chung là tinh thần của người lính biên phòng. Như đây là một trong những đồn không chỉ xa nhất mà gian khổ nhất. Thế nhưng mà những năm gần đây là được sự đầu tư của Đảng, Chính phủ, nhất là của quân đội, của biên phòng, thì đồn trại cũng đã được khang trang. Thế nhưng mà nhìn chung thì cũng còn những khó khăn. Người ta nói rằng là vùng đất mới thì sẽ sinh ra tứ mới. Thế tôi được có cái là trời cho thì là đã từng viết rất nhiều bài về biên phòng, được nhiều giải thưởng nữa. Và nhất là thơ. Thế tôi cũng dự định đợt này là định viết khoảng 2-3 bài thơ với vài cái ký gì đấy về biên phòng và về dân ở địa bàn. Không giống với thơ hay nhiếp ảnh, với các tác giả thuộc chuyên ngành văn học mỹ thuật âm nhạc, đòi hỏi phải có một độ lùi nhất định về thời gian thì mới có thể cho ra đời các tác phẩm. Họa sĩ Trần Hoa trong chuyến thâm nhập thực tế đã có cho mình những nét ký họa, phác họa về cảnh sắc con người nơi ngã ba biên giới. Đó là những chất liệu không thể thiếu để họa sĩ cho ra đời các tác phẩm mỹ thuật hoàn chỉnh sau này. Qua chuyến đi thực tế, mình đã được gặp gỡ đồn biên phòng A Ba Trải và xuống với nhân dân các dân tộc ở vùng này. Tiếp xúc thực tế thì mình có cái cảm hứng để mình có ấp ủ những cái ý tưởng cho cái sáng tác sau này liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, chủ quyền quốc gia, cũng như là bộ đội giúp nhân dân, giúp bà con ở những cái khu vực biên giới của chúng ta. Sau thời gian bị gián đoạn do dịch Covid-19, các hoạt động văn học nghệ thuật dần sôi động trở lại. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác, tham gia các trại sáng tác văn học nghệ thuật trong tỉnh và ngoài tỉnh. Các hoạt động này không chỉ là dịp giúp các văn nghệ sĩ thu thập tư liệu, khơi gợi cảm hứng sáng tạo, mà còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Sau các chuyến đi thực tế, nhiều tác phẩm chất lượng mang đậm hơi thở cuộc sống đã ra đời và được giới thiệu đến đông đảo công chúng. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt đi kế hoạch đi tập huấn và trải nghiệm thực tế cho các văn nghệ sĩ của tỉnh nhà. Qua cái đợt đi văn nghệ sĩ đi thực tế xã Xín Thầu, tỉnh Điện Biên thì cũng mong là có những tác phẩm về xã Xín Thầu cũng như là đồn biên phòng Áp Ba Trải và cũng như là cái cột mốc để đăng lên tạp chí của văn nghệ Điện Biên. Hội cũng tổ chức cho các chi hội lên kế hoạch đăng ký để đi thực tế sáng tác thuộc các chuyên ngành văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật, văn nghệ dân gian và âm nhạc. Sau khi đi thực tế thì các chi hội sẽ nộp tác phẩm về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh để từ đó là Hội Văn học sẽ duyệt các tác phẩm được để đăng tải trên tạp chí Văn nghệ Điện Biên và đấy cũng là lấy thành tích cho các chi hội để các chi hội nhìn vào đó để phấn đấu. Xem là mình đã trong năm vừa qua đã phấn đấu được bao nhiêu tác phẩm được đăng tải và bao nhiêu tác phẩm tham gia dự các giải thưởng được đoạt giải từ tỉnh đến trung ương. Qua chuyến thâm nhập thực tế, các văn nghệ sĩ Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh Điện Biên có điều kiện thu thập tư liệu, sáng tác các tác phẩm, làm nổi bật những nét đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc và sự phát triển của xã biên giới Xín Thầu, đồng thời khơi gợi cảm xúc,
cảm hứng cho các văn nghệ sĩ sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật về hình tượng người chiến sĩ biên phòng và nhiệm vụ giữ gìn bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nơi cực Tây của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, tác giả Nguyễn Duy Tiến, sinh năm 1942, quê gốc ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Nhưng ông lại sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi Nghĩa Lộ, Yên Bái. Năm 1960, khi vừa tròn 18 tuổi, ông lên nhận công tác tại huyện Tùa Chùa, tỉnh Lai Châu cũ, nay là tỉnh Điện Biên. Ông đã từng tham gia bộ đội và dạy học trước khi chuyển về công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi tỉnh Lai Châu cũ. Năm 2002 thì ông nghỉ hưu. Ông hiện nay là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Điện Biên Phủ. Hơn 60 năm công tác, hoạt động, ông gắn bó với mảnh đất Lai Châu, Điện Biên. Đó cũng chính là điều kiện, là chất liệu để ông viết, sáng tác các tác phẩm, bút ký, truyện ký, truyện ngắn sau này. Các tác phẩm đó thì đã được ông tập hợp trong tập truyện ký xuất bản năm 2019 và mang tên Một Thời Máu Lửa. Tập sách thì tập hợp 9 bài bút ký, hồi ký và 5 truyện ngắn với nhiều thông tin, tư liệu, chuyện kể về một giai đoạn lịch sử mà tác giả đã được nghe kể và được trực tiếp chứng kiến. Ông lên Tùa Chùa công tác vào năm 1960, chỉ 6 năm sau chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi ấy, vùng cao Điện Biên còn bộn bề gian khó. Năm 1963 lại quay về Xính Phình, ở đây đồng nghiệp đông hơn. Hai thầy cắm bản, ba thầy ở trung tâm xã. Tôi được phân công phụ trách trường. Tháng 3 và tháng 4 giáp hạt, nhân dân đói. Cánh giáo viên chúng tôi và cả cán bộ chính trị cắm xã đều ở nhà dân thuộc, từ trung nông trở xuống. Mỗi tháng chúng tôi được mua 14kg gạo và đều gộp chung với gia đình. Gia đình tôi ở có 4 khẩu nên chỉ vài ngày là gạo hết vèo. Hết gạo thì ăn bột ngô. Rồi bột ngô cũng hết thì ăn mạch đen, rồi đến tam giác mạch, cuối cùng là củ mài tía. Mài tía nấu với lá vả, ăn thay cơm hàng tháng trời. Tác giả Nguyễn Duy Tiến gắn bó từ khi còn là người trai trẻ, cống hiến cả tuổi thanh xuân và kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Nên với ông, Lai Châu, Điện Biên đã trở thành quê hương thứ hai. Và những trang viết trong tập truyện ký Một Thời Máu Lửa như thể một lời tri ân của tác giả đối với đất và người nơi đây. Mảnh đất mà từ chiến tranh, gian khó, nghèo đói đã vươn mình trong cuộc sống mới, trở thành địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách thập phương. Đến với Điện Biên nói chung và thành phố Điện Biên Phủ nói riêng là đến với một trong những tâm điểm văn hóa Thái vùng Tây Bắc. Nơi đây bạn có thể tai nghe mắt thấy cả lịch sử và văn hóa. Các di tích lịch sử đã được trùng tu tôn tạo, tái hiện một giai đoạn hào hùng của quân và dân ta trong chiến dịch giải phóng Điện Biên năm xưa. Thăm di tích, du khách cũng đừng quên giao lưu với nhân dân các bản quanh lòng trải Điện Biên hoặc ngay trong lòng thành phố. Lòng hiếu khách của bà con thể hiện qua những bữa tiệc mà các món ẩm thực được chế biến theo đúng cách, chế biến cổ truyền của dân tộc Thái. Từ thịt sấy đến măng đắng, cá nướng, từ món canh khoai bon đến nộm hoa ban rau rừng. Tiệc rượu thường có các cô gái thắt đáy lưng ong, gọn gàng áo phóm, nhẹ nhàng tiếp rượu. Họ cũng thường hát những làn điệu dân ca mượt mà, sâu lắng và mời những chén rượu. Thưa quý vị và các bạn, với vốn sống, kiến thức đã được tích lũy qua mấy chục năm công tác gắn bó với vùng cao, tác giả Nguyễn Duy Tiến đã có những trang truyện ký thành công, nguồn một chất liệu của đời sống thực tế. Một Thời Máu Lửa đã cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin bổ ích về lịch sử, chính trị, văn hóa các dân tộc của vùng đất Lai Châu xưa, Điện Biên nay, và cả những con người đã thầm lặng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục giới thiệu tác giả tác phẩm của Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên.